Xin trọng kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng của Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai tới sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ ba, 28 tây tháng 12 năm 2021 Hôm nay làm có việc bận thành nhà vô trễ chút xíu mong quý vị thông cảm. Chỉ mình sẽ bắt đầu chương trình hôm nay. À, thưa quý vị. À, tình trạng Omicron vẫn tiếp tục gia tăng tại Mỹ À, đặc biệt là ngày hôm qua... Thưa quý vị... Uh, thành phố New York... Trẻ em vô bệnh viện rất là đông... Uh, tin cho biết là tăng được 400%... 400% nha quý vị... Và... Ngày hôm qua Tổng thống Joe Biden đã họp với các thống đốc... Của một số tiểu bang... Và ông đã nói rằng là... Chúng ta có thể làm tốt hơn... Đặc biệt trong cái vấn đề gọi là... Xét nghiệm... Và ông cho biết là... Uh,

We'd known we would have gone harder, quicker if we could have, because steps we have to be taken to increase the number of authorized tests. We're now able to purchase 500 million at-home rapid tests to be sent to the American people for free when they request it, and we're going to continue to use the Defense Production Act to produce as many tests as possible. And starting in two weeks, private insurance will reimburse you for the cost of at-home tests. we're providing access to free tests for folks who don't have insurance but we have to do more we have to do better and well, we will nghe đó, tổng thống Joe Biden đã nói là ông đã đặt mua 500 triệu cái uh, bộ xét nghiệm để được xét nghiệm tại nhà hoàn toàn miễn phí và gửi đến cho người dân và chúng và chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái đạo luật uh, sản xuất theo uh, quốc hồng để sản xuất càng nhiều càng tốt và bắt đầu trong vòng 2 tuần nữa thì các công ty bảo hiểm sẽ trả cái tiền này cho quý vị cho cái uh, uh, chi phí mà xét nghiệm ở nhà và chúng ta sẽ cung cấp uh, các cái bộ xét nghiệm này miễn phí cho người dân những người mà không có bảo hiểm và chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa chúng ta có thể làm tốt hơn nữa và chúng ta sẽ làm cái điều đó thì thưa quý vị đó là cái phát biểu của tổng thống jordan ngày hôm qua qua cuộc họp trực tiến với các thống đốc tiểu bang và trong những ngày qua thì chính quyền của ông jordan cũng bị chỉ trích là thiếu cái bộ xét nghiệm này để xét nghiệm nhanh cho người dân đó là cái mà ông đưa ra trong ngày hôm qua tuy nhiên thì trong những cái công việc trong những thời gian qua của ông thì lại được một thống đốc uh, cộng hòa đó là uh, thống đốc tiểu bang Arkansas ông uh, Asa Hutchinson lại khen ngợi tổng thống trong cái cuộc họp ngày hôm qua ừ. ông nói rằng là ông ông Hutchinson nói rằng là những cái cố gắng của ông Joe Biden là rõ ràng không chính trị hóa trong vấn đề phản ứng với cái vấn đề covid 19 tức là không mang tính chính trị ở trong đó ông dùng cái chữ là De-politicize de à. thì à, ông à, thống đốc quả canh ông nói rằng là cái à, hành động của ông biden là coi như đạt được coi như là có lợi cho cả hai phía có lợi cho cả hai phía không cần biết đỏ hay xanh trong lúc mà Uh, cái tình trạng mà biến thể omicron đang là uh, lây lan nhanh ở uh, tại nước Mỹ và trong các phát biểu ngày hôm qua thì ông uh, Hutchinson có nói là tôi muốn cảm ơn tất cả uh, cái nhóm trong tòa bạch ốc uh, đã là cố gắng rất là lớn để giúp cho các thống đốc và tôi muốn cảm ơn tổng thống uh, khi mà ông uh, tuần trước ông phát biểu trước quốc dân đồng bào và cảm ơn những cái sự mà phát biểu của ông đặc biệt là không chính trị hóa cái công việc mà ngăn chặn covid của chúng ta và tôi nghĩ rằng điều đó giúp đỡ cho đất nước rất nhiều đó là cái lời phát biểu của ông uh, Asha Hutchinson một người thống đốc uh, theo đảng cộng hòa của tiểu bang uh, Arkansas đó là cái uh, uh, đó rồi uh, ngày hôm qua thưa quý vị cũng có một uh, cái tin mà liên quan đến cái chuyện mà cách ly đó là CDC quyết định là rút ngắn cái thời gian cách ly đối với người bị Covid-19 thay vì là 10 ngày thì rút xuống còn 5 ngày bởi vì họ thấy rằng là những cái người mà bị Covid-19 thường thường bị hai ngày đầu tiên và sau khi bị thì có kéo dài khoảng 3 ngày thành ra họ nghĩ rằng là chỉ nên cách ly 5 ngày mà thôi và ngay cả với những người khác mà tiếp xúc với người bị Covid-19 đó là theo cái lời phát biểu của bác sĩ Rochelle Walensky Giám đốc của CDC ngày hôm qua Ngoài ra thì uh, CDC cũng đề nghị cái thời gian uh, rút ngắn như vậy Để mà coi như là không có tràn ngập các bệnh viện Bởi vì các bệnh viện của Mỹ có thể trong thời gian tới Là có thể là không còn chỗ chứa uh, bệnh nhân Bởi vì nếu mà tất cả mọi người mà bị Cứ bị Covid-19 mà vào bệnh viện thì người ta e rằng sẽ không còn chỗ cho những bệnh khác và có thể còn lây lan nhanh hơn nữa và trong những ngày qua thì các chuyên gia y tế đều thấy rằng cái omicron tuy là nó phát nó lây lan nhanh nhưng mà nó không nguy hiểm uh, như các cái biến thể trước đó ví dụ như alpha, beta rồi delta vân 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 thành ra cái cái điều này cũng là cái điều mà rất quan trọng mà bà Walensky đưa ra à, uh, cho nên uh, người ta không có vẻ lo lắng cho lắm vẫn lo lắng nhưng mà không lo lắng cho lắm và như ngày hôm qua chúng tôi trình bày với quý vị đó là giới kinh doanh họ nhìn thấy họ bảo là mặc dù có omicron nhưng mà omicron không thể ngăn chặn cái gọi là sự uh, gia tăng kinh tế buôn bán làm ăn Đã. và ngày hôm qua tôi có cho quý vị thấy đó là Mastercard tăng tới coi như là trăm trong khi buôn bán thì tăng 8.5% và người ta đổ xô nhau đi mua đồ và ngày hôm qua thì chứng khoán cũng lên và sáng nay hết thì bây giờ tôi coi lại cũng còn lên nữa là sáng nay Dow Jones giờ lên thêm 161 điểm nữa, tức là khoảng gần 36.500 điểm. S&P 500 thì cũng tăng và cũng tăng cái mức uh, kỷ lục. Đó là cái uh, thị trường vừa cho biết như vậy. Rồi uh, đó là những cái tin là mặc dù là covid thì covid là bà con vẫn đi ăn uống mua sắm có vẻ lạc quan về kinh tế quá nhưng mà ngày hôm qua có một cái đề nghị gây tranh cãi đối với vấn đề covid 19 đó là bác sĩ Anthony Fauci trong một cuộc nói chuyện ngày hôm qua trước cái cuộc nói chuyện giữa ông Joe Biden và các thống đốc thì ông Fauci có nói rằng là Mỹ nên cân nhắc bắt buộc tất cả những người đi máy bay nội địa trích vaccine COVID-19. Đó là cái đề nghị của ông. Ông nói rằng là bởi vì hiện nay thì các hãng hàng không không bắt buộc cái chuyện này. Và khi chúng ta đi máy bay thì chúng ta không biết ai trích, ai không trích. Mặc dù mọi người đều đeo khẩu trang, Đó, lên máy bay bắt buộc phải đeo khẩu trang từ 2 tuổi trở lên phải đeo hết. Không đeo là không cho lên, vậy thôi. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được ai trích hay không trích? À, họ không có Bắt buộc, không bắt buộc phải có cái gọi là giống như cái người ta gọi là uh, uh, vaccine passport đó. Thế thì bây giờ ông mới đề nghị là bởi vì ông thấy rằng là trong những ngày tới uh, người ta sẽ đi lại rất là nhiều. Tuy nhiên thì uh, bên tòa ốc cho biết đó là đang cân nhắc chuyện này và tổng thống Jordan có ngày hôm qua có nói chuyện với các thống đốc, xong thì ông mới quyết định. Đó. Bởi vì ở đây <laughs> nó sẽ có hai cái chuyện. Thứ nhất là nếu bây giờ bắt người ta chích vaccine mới được lên máy bay giống như các chuyến bay quốc tế và quốc tế là đương nhiên là bắt buộc rồi anh ở nước ngoài vào mỹ là phải chích vaccine đầy đủ mới được vô còn công dân mỹ và cư dân mỹ á, thì nếu mà không chích á, thì chỉ cần là xét nghiệm âm tính 24 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay là đủ còn không phải công dân và cư dân của mỹ là dù anh xét nghiệm như thế nào anh phải có là hai mũi đầy đủ đó thì mà bây giờ nếu áp dụng nội địa của Mỹ Thì nó có hai vấn đề trở ngại Trở ngại thứ nhất là liệu có thực hiện được không à, Nếu bây giờ bắt buộc như vậy Thì có thực hiện được hay không à, Lúc đó thì thưa quý vị là Chúng ta đi lên máy bay sẽ phải thêm một cái gọi là Trình giấy passport ra nữa à, Gọi là vaccine passport Rồi như vậy nó có ảnh hưởng gì vấn đề gọi là Công việc của máy bay hay không Có bị trì hoãn hay không à, Có bị trục chặt gì hay không Đó là cái người ta cần nhắc điểm thứ hai người ta cân nhắc nữa là gì vấn đề pháp lý đó bây giờ mà bắt người ta trích ở trong hãng xưởng người ta đang kiện cáo tùm lum ngày 7 tháng Giêng này tôi có học viện mới xử này ừ. thế mà bây giờ bắt người ta lên máy bay phải trích đó, thì chắc chắn sẽ có kiện cáo đó là cái điều mà ở bên tòa bạch ốc cân nhắc Nhưng mà cái quan điểm của Fossi là thế này này nếu mà bây giờ bắt buộc người ta trích máy bay mới được chích, uh, chích vaccine được lên máy bay đó thì nó sẽ làm cho người ta phải chích vaccine, à, ý giống là như vậy. tức là bây giờ ở nhà không đi máy bay, không gì cả. đây bây giờ kêu chích thì mấy tiểu bang đỏ không chịu chích, chống đối đủ thứ hết. À, còn kiện cáo nữa. À. giờ một số tiểu bang bây giờ có 5 tiểu bang đỏ, tiểu bang cộng hòa lại còn nghĩa là trợ uh, cấp thất nghiệp cho những người nào mà bỏ job. Vì cái vấn đề gọi là bị ép chiếc vaccine xin đó Rồi Trời ơi, phá ông Biden kinh hoàng luôn À, phá, phá dữ á Thầy nhớ mở ngoài cái này tí xíu nha quý vị Nhiều người cũng bảo tại sao là là, là là dưới thời ông Biden chết nhiều hơn thời ông Donald Trump Ngay cả cái bà gọi là Candice Owen Một cái bà da đen mà gọi là bảo thủ, cực kỳ bảo thủ Hôm nọ mà nói chuyện với ông Trump hôm qua chương trình sấy tin uh, chúng tôi có cho quý vị coi đó hỏi ông trâm tại sao vaccine của ông tốt mà tại sao cứ chích mà, mà tại sao thấy chết, 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 nhiều thì ông trâm bảo chết là tại không chịu chích vaccine chứ vaccine tôi làm ra là xịn trong vòng 9 tháng là nó làm ra được ba loại vaccine rồi đó ông nó trâm nói như thế không? thế mình trở lại vấn đề đó là gì người ta không chịu chích mà bây giờ chết đó thì đổ thừa cho ông tông tông cái đó là không công bằng đúng không không công bằng mà chính ông tông tông trước đó bảo lại loại tốt xịn nhất thế giới luôn đó. thế thì bây giờ ông forsy ông có muốn đó là ông chơi cái màn là gì à anh cần đi bay thì máy bay phải trích Đó, phải trích thì như vậy là bắt nó một phần nào bắt buộc phải trích đó. nhưng mà sáng nay thì ông forsy ông lại cho biết là ông nghĩ rằng là chắc không có thực hiện được vì những cái vấn đề mà gọi là uh, pháp lý rồi vấn đề chuẩn bị và ông nói rằng nếu có thực hiện thì không thể thực hiện liền bây giờ. Ông nói chắc phải mất một thời gian nữa. Thầy ra ông mới nói lại, ông nói rằng là cái ý của tôi ngày hôm qua đó là đó là cái đề nghị theo cái nhìn của tôi và tôi biết là thực hiện nó là còn khó, khó lắm, nhưng mà tôi có quyền tôi đưa ra cái đề nghị đó để chính phủ cái là cân nhắc. Nếu thấy cần và nếu vấn đề pháp lý không trở ngại và nếu thực hiện được thì nên thực hiện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chưa thể thực hiện được trong lúc này đó là lời ông nói lại sáng ngày hôm nay bởi vì khi ông đề nghị cái đó bà con cũng hoàng hốt lắm à, ông này ông chơi dữ quá bởi vì ông này ông bị trong thời gian qua ông bị phen cứng của ông Trump quánh té tua lắm mà ông này cũng ly đòn ly đòn á người thì nhỏ thó nghĩa là tuổi thì u tám mươi chín mươi rồi đại khái tôi không nhớ hình như u tám mươi á cận kề u chín mươi mà lì càng quánh càng cương bạo bởi vì ông nhìn thấy vấn đề là gì không chích vaccine là bị giết người nó nói thẳng là như vậy luôn đó. mà bây giờ không cho thành phần giết người lên máy bay à, nhưng mà như tôi nói bên tòa ốc cân nhắc này kỹ lắm bởi vì họ cũng đã bị một cú rồi cái vụ mà bắt ngoài công ty có trên trăm người và trích ngừa đó là cũng 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 là họ đang chờ thành ra có lẽ người ta đoán có lẽ họ chờ tới ngày 7 tháng riêng tối cao phát hiện hắn quyết như thế nào à, nếu phán quyết là được quyền bắt kích thì có thể họ sẽ đi thêm bước nữa à, mươi mốt là bay lên rời là phải trích thôi không trích là không cho bay lên trời đi dưới đất à, đó, đó câu chuyện như vậy xin quý vị đừng rời màn hình FPTN chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau phút thông tin thương mại